bán tràn lan trên mạng giá 3 năm triệu đồng. Thời gian gần đây, dư luận cả nước tỏ ra bất ngờ với đoạn clip về việc một chiếc xe ô tô thay đổi biển số ngay giữa phố, khiến nhiều người liên tưởng đến những hình ảnh tưởng chỉ có trên phim hành động. Tuy vậy, đối với giới thợ xe ô tô, thủ đoạn tráo đổi biển của chiếc xe trong clip không có gì mới. Nó có thể thực hiện một cách dễ dàng nhờ các bộ tráo đổi biển số được giao bán tràn lan trên mạng. Dạo một vòng quanh các trang thương mại điện tử phổ biến như eBay hay Amazon, không khó để tìm ra các bộ thiết bị hỗ trợ cho việc tráo đổi biển số chúng được bán với đủ các mức giá khác nhau. Tuy nhiên phổ biến nhất là trong khoảng từ 2,5 đến 5 triệu đồng. Một bộ cháo đổi biển sẽ bao gồm hai thiết bị tương ứng với biển số trước sau trên xe ô tô. Về mặt nguyên lý, thiết bị này gồm một khung kim loại phía ngoài và một bàn xoay để gắn biển phía bên trong. Việc lật bàn xoay được điều khiển bằng điện hoặc điều khiển từ xa giống như ở những chiếc cửa cuốn. Thông thường, trên các trang thương mại điện tử lớn chỉ có biển số xe của Mỹ và các nước châu Âu mới có bán sẵn. Tuy vậy, kích thước của khung biển cũng có thể tùy biến theo nhu cầu của người đặt đáng chú ý khi những thiết bị cháo đổi biển như vậy có thể mua được rất dễ dàng tại Việt Nam thông qua các trang thương mại điện tử quốc tế, mức phí để vận chuyển chúng về Việt Nam rơi vào khoảng 50 đến 75 đô la Mỹ, tương đương với từ 1,3 đến 2 triệu đồng. Trong trường hợp được chuyển về Việt Nam thành công, sẽ rất khó để kiểm soát các thiết bị này bởi chúng có thể lắp đặt rất dễ dàng. Sự xuất hiện của các thiết bị cháo đổi biển số tại Việt Nam tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với việc kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông và trật tự an toàn xã hội. Do đó, các cơ quan quản lý nhà nước cần phải có biện pháp cứng rắn và đưa ra các chế tài xử phạt có tính gian đe để sớm ngăn ngừa sự phổ biến của loại thiết bị này